Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa của nhạc tấu quân thiên trong lễ nhạc cao đài. Nhạc tấu quân thiên là phần nghi lễ quan trọng trong các dịp cúng đàn của đạo. Nghi cúng đàn gồm có đại đàn và tiểu đàn do bộ phận ban nhạc thực hiện, gồm đầy đủ văn võ nhạc. Về văn nhạc có bát âm văn, tức là 8 loại nhạc cụ: đàn tam, ống tiêu, đàn tranh, đàn đõn, đàn kiềm, đàn tỳ bà, đàn cò, đàn độc quyền, hay còn được gọi là đàn bầu. Về bát âm võ có trống, kèn, bồng, chiên, tâm, bạc, đẩu và mõ. Trích dẫn lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Báo Ân Từ ngày 15 tháng 4 năm Mậu Tý 1948. Có điều màu nhiệm nên nay bần đạo giảng về lễ nhạc để tránh sự thất lễ khi vô hành lễ. Vì không hiểu nghĩa lý, không biết thủ lễ, theo phép cho y khuôn khổ khi nhạc tấu quân thiên. Bên Á Đông, trong nền đạo cao đài có trống có chuông, còn bên Âu Châu, có chuông mà không có trống là tại sao? Tại sao Á Đông dùng trống, còn Âu Châu dùng chuông? Trống là âm thanh của đạo, thuở chưa có càn khôn vũ trụ, đạo giáo có dạy, hai lần nguyên khí đụng lại nổ ra khói lửa. Khói lửa ấy là ngôi thái cực, chủ ngôi thái cực là Đức Chí Tôn. Khi nào trời sét nổ, chúng ta nghe sao? An Nam mình kêu ầm, còn theo đạo Pháp kêu là ầm. Vì cớ, Pháp Phật sửa lại gọi là ấm, ấm mani bát rị hồng. Câu ấy đọc có nghĩa là nắm cả quyền năng vũ trụ quản xuất trong tay. Tiếng nổ ta nghe nó ra sao? Khi nổ rồi còn nghe tiếng bay xa. Nguyên căn của tiếng nổ là tiếng trống, còn giọng ngân là tiếng chuông. Ấy vậy, nguyên căn của đạo giáo do bên Á Đông này có tiếng trống ngân bay qua Âu Châu, nên các đạo giáo Âu Châu đều là hưởng ứng theo Phật giáo, mà Phật giáo xuất hiện nơi Á Đông. Vì vậy mà các nền tôn giáo phụ thuộc không đúng theo nguyên tắc căn bản. Còn tại sao khi vô làm lễ, lúc nhạc tấu quân thiên, tức là lễ hiến dâng sự sống cho Đức Chí Tôn, là thầy của cả càn khôn vạn vật, bần đạo thường nhắc nhở tất cả phải đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh. Nhạc là hưởng ứng của cả khối sanh quang của càn khôn vạn vật đồng thinh. Nơi Á Đông có câu: biều thổ cách mộc thạch kim, giữ tư trước nảy bát âm. Các vật vô năng mà nói đặng, có trật tự niêm lực hòa nhau là đạt đạo. Hiệp lại với tiếng kinh mình đọc là âm thinh, nghĩa là con người cùng vạn vật đồng thinh hiến lễ. Nơi Ngọc Hư Cung có đôi liễn, bát hồn vận chuyển ca Quỳnh Lão, vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn. Khi nhạc trỗi, cả thải phải im lặng, hiến cả âm thinh. Sự bí mật ấy được gọi là phi tướng lễ. Chủ ý là trình tấu với Đức Chí Tôn rằng: các con biết được màu nhiệm, nguyên căn của cha lành, muốn cho các con nối nghiệp theo một khuôn phép trường tồn. Lễ đó trọng hệ như dân tam bửu vậy. Bần đạo dặn một lần nữa, khi nào sướng nhạc tấu quân thiên thì phải đứng bình tĩnh, người nào có vô không kịp thì đứng ngoài mà thôi. Qua lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp, ta thấy nhạc tấu quân thiên mang một ý nghĩa rất quan trọng. Theo lý dịch, trống và vàng đờn tượng trưng cho nhật nguyệt hay là âm dương. Trong nhạc tấu quân thiên, trống khởi trước hay là võ nhạc tượng trưng cho mặt nhật, kế đến là bộ phận văn nhạc khởi sau tượng trưng cho mặt nguyệt. Tại tòa thánh Tây Ninh, mỗi năm có các kỳ lễ lớn. Nhạc tấu quân thiên đàn 7 bài, tiết tấu 7 bài gọi là ghi nhớ thuở Hồng Mông mở mang trời đất. 7 bài đàn hiến lễ Đức Chí Tôn gồm có: một, bài sàn xê biểu thị thuở Hồng Mông đào độn. 2, bài ngũ đối thượng biểu thị lúc phân chia khí dương. 3, là bài ngũ đối hạ biểu thị lúc phân chia khí âm. 4, bài long đăng biểu thị phân ra khí thanh làm trời. 5, bài long ngâm biểu thị phân ra khí trược làm đất. 6, bài dạng giá biểu thị sinh hóa muôn loài. 7, là bài tiểu khúc biểu thị thủy tú sơn xuyên. Đại lễ Chí Tôn và ba quân lớn
là Thượng Quân tháng Giêng, Trung Quân tháng 7 và Hạ Quân tháng 10, thì nhạc đàn 7 bài. Ngoài ra đại lễ hội Yến Diêu Trì Cung, nhạc đàn 5 bài. Với các vị giáo chủ trong Tam Giáo Tam Trấn thì đàn 5 bài là Sàng Xê, Ngũ Đối Thượng, Ngũ Đối Hạ, Long Đăng và Tiểu Khúc. Cúng sóc vọng ngày mùng 1 và 15 hàng tháng thì nhạc đàn 3 bài là Ngũ Đối Hạ, Long Đăng và Tiểu Khúc. Nhạc Tấu Quân Thiên được so sánh với ý nghĩa của lễ Bát Mang Tấn Cống. Lễ Bát Mang Tấn Cống có từ đời nhà Châu. Nhà Châu có 4 chư hầu lớn là Tây Bá Hầu, Đông Bá Hầu, Nam Bá Hầu và Bắc Bá Hầu. Còn 800 chư hầu nhỏ khác đều bị xem là chư hầu mang rợ. Mỗi năm các chư hầu nhỏ phải đem cống một vật nạp cho chư hầu lớn, để rồi 4 chư hầu lớn nạp lại cho Châu Dương. 800 chư hầu nhỏ khi dân cống sứ có bản nhạc đặc sắc để tiếp vua và dân lễ cống, nên được gọi là Bát Mang Tấn Cống. Bàn tới lễ nhạc Tấu Quân Thiên, tức là bản nhạc tiếp đức Thượng Đế, nó có tính cách tương tự như bản nhạc của 800 chư hầu hiến cho vua thời nhà Châu. Lễ chỉnh sát cúng phẩm cũng mường tượng với lễ của chư hầu nhỏ đến dân lễ cống. Vua mới sai một quan lễ bộ ra xem coi vật hiến lễ có xứng đáng hay không, có đồ giả không, có đầy đủ theo ước hẹn hay không. Nếu đủ điều kiện thì quan lễ bộ mới nhận. Còn ngày nay, một chức sắc hiệp thiên đài thay mặt cho hội thánh đến xem xét tam bửu coi có tính khiết, bông tốt, rượu mới, trà thơm hay không. Lại còn tránh pháp vào đó để biến bông thường làm tiên hoa, rượu thường làm tiên tửu, trà thường làm tiên trà, để tượng trưng cho thể xác, trí não và linh hồn của sanh chúng, làm báo vật dâng lên đại từ phụ. Còn 6 vị lễ sĩ cầm đèn tam giáo để đưa hộp đựng tam bửu lên vị quỳ nơi ngoại nghi là: cặp đèn phái thái là đại diện cho phái Phật, cặp đèn phái thượng là đại diện cho phái tiên, cặp đèn phái ngọc là đại diện cho phái thánh hay phái nho, để dâng tam bửu cho Đức Chí Tôn. Tam bửu phải qua vị quỳ nơi ngoại nghi. Cũng như xưa, các chư hầu đại diện cho dân chúng nơi địa phận của mình dâng cho 4 chư hầu lớn, rồi 4 chư hầu lớn dâng lên vua. Nên khi đến vị quỳ nơi ngoại nghi, ta phải nhờ 4 vị lễ sĩ theo nhịp trống tiếng đờn làm lễ trọng mà hiến cho đại từ phụ. Cái hộp đựng tam bửu có tên là Tam Bửu Ngọc Hàm. Vậy từ nhạc Tấu Quân Thiên đến chỉnh sắc cúng phẩm, rồi lễ cầm đèn thái thượng ngọc đem Tam Bửu Ngọc Hàm đến vị quỳ nơi ngoại nghi, tiếp thu lễ điện của lễ sĩ, chân bông, rượu, trà lên Đức Chí Tôn, tất cả được gọi là lễ nhạc Tấu Quân Thiên. Chỉ có đại đàn mới có đầy đủ, còn tiểu đàn thì không có lễ rước Tam Bửu Ngọc Hàm. Đến đây thì phần tìm hiểu về ý nghĩa của nhạc Tấu Quân Thiên cũng đã khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo.